Trong nông nghiệp sinh thái của trường Hậu Giang hôm nay, nông dân Sóc Trăng linh hoạt với mô hình trồng bồng bồn 2 tầng. Nuôi bò theo chuẩn Việt Gáp rồi lấy phân bón cây ăn trái, sự kết hợp hướng đến canh tác tuần hoàn. Nông dân chuyên nghiệp, phần cuối chương trình mời bà con cùng gặp gỡ chân dung người đưa những chiếc mo cao lên máy bay ra tận thế giới. Quý khán giả và bà con vừa điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong nông nghiệp sinh thái của trường Hậu Giang. Gió đẩy, gió đưa, bông bồng bồng rụng trắng, thương em một đời dãi nắng dầm mưa. Cây bồng bồng có mặt ở miền Tây từ bao giờ chẳng biết, chỉ biết hình ảnh của nó ăn sâu vào đời sống của người dân vùng sông nước Cửu Long. Và giờ con giao tận nhà hàng để trở thành đặc sản mà ai ghé qua cũng muốn một lần thưởng thức. Chính nhờ sự nắm bắt thị trường, nông dân tỉnh Sóc Trăng sau đây linh hoạt với mô hình kinh tế 2 tầng. Trên thì trồng bồng bồng, dưới nuôi cá. Nhờ vậy mà khai thác tối đa giá trị, hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Cây bồng bồng nhẹ công chăm sóc, ít tốn chi phí đầu tư nhưng lợi nhuận rất tốt. Vì vậy, ông Nguyễn Hoàng Giới ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng chuyển đổi đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng bồng bồng, thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. 6 công đất trồng bồng bồng của gia đình đến nay được 6 năm tuổi và đều đặn cho thu hoạch mỗi ngày. Nông dân này cho biết, hiện mỗi tháng ông thu hoạch hơn 600 triệu đồng, thương lái giàu tận ruộng thu mua với giá từ 18 cho đến 20 ngàn đồng một ký, trừ chi phí thuê nhân công, bỏ túi số tiền hơn 10 triệu đồng. Ngoài bán bồng bồng tươi, ông còn làm dưa để bán theo đơn đặt hàng của khách. Điều khác biệt là nông dân không sử dụng phân thuốc trong phòng trị bệnh để nông sản trồng ra được an toàn. Để tăng nguồn thu nhập, ông Giới chủ động thả cá sặc bướm, sặc trằn, cá rô, cá lóc, trê vàng vào ruộng và còn kết hợp nuôi thêm vịt đẻ trứng để khai thác tối đa hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Nhằm nâng cao giá trị, lợi thế sản phẩm bồng bồng, ngành nông nghiệp huyện cũng đang xây dựng vùng nguyên liệu và mở rộng quy mô trồng, xét công nhận sản phẩm ô cốp dưa bồng bồng Mỹ Tú. Xây dựng vùng nguyên liệu là một chuyện, chuyện khó khăn hơn, lâu dài hơn, chính là chất lượng, là an toàn. Vậy nên định hướng được ngành nông nghiệp đưa ra là canh tác theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng hữu cơ và xây dựng thương hiệu, từ đây giúp tăng thu nhập cho người nông dân. Còn với những bạn trẻ ở Hà Nội sau đây, câu chuyện khởi nghiệp bắt đầu từ loài cây tưởng chừng chẳng có giá trị gì, đó là cỏ sậy. Bạn Đinh Thúy Phương cùng nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ tạo giống cây có nhiều ống thẳng để làm ống hút xuất khẩu. Theo đánh giá, sậy ở miền Bắc, cây không cao, ống không thẳng, đường kính nhỏ, nhiều mắt trên thân, không có độ đồng đều. Để tăng chất lượng, nhóm dùng phương pháp ưu thế lai để tạo và thử nghiệm thành công giống sậy cho năng suất cao hơn với số lượng ống nhiều hơn, kích thước lớn, khoảng cách cắt mắt dài hơn và có độ đồng đều. Hiện nhóm xây dựng được quy trình công nghệ từ khâu trồng, chế biến bằng máy, đóng gói thành phẩm. Cánh đồng rộng hơn 6 hectare cũng được triển khai tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, đáp ứng công suất hơn 3 triệu ống hút mỗi tháng. Các chuyên gia công nghệ sinh học, cố vấn chuyên môn dự án đánh giá, sản phẩm ống hút cỏ sậy giúp giải quyết nhiều vấn đề về giảm rác thải nhựa, tăng giá trị kinh tế cho cây sậy, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Chẳng ai ngờ loài cây mộc hoang lại có giá trị như vậy, giống như là câu chuyện nuôi bò của anh nông dân thành phố Hồ Chí Minh sau đây. Ban đầu thì lặn lội lên tận đại ngàn Tây Nguyên để tìm cách nuôi bò. Ai cũng bảo ông liều, nhưng rồi hiệu quả kinh tế bước đầu khiến ai cũng phải suýt xoa. Cách đây 2 năm, anh Hà Trung Hiếu từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Nông chọn mảnh đất nằm xa khu dân cư, đầu tư xây dựng một trang trại nuôi bò và trồng cây khép kín. Trong đó, trang trại được đầu tư theo quy chuẩn kỹ thuật, thoáng mát và cách xa khu dân cư. Chuồng có khu ăn nghỉ và khu chơi cho đàn bò. Để đảm bảo nguồn thức ăn tươi thường xuyên, trang trại đầu tư trồng cỏ trên diện tích lớn và chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đàn bò được tiêm phòng định kỳ các loại dịch bệnh thường gặp. Chất thải trong quá trình chăn nuôi được xử lý hoàn toàn bằng chế phẩm sinh học. Anh Hiếu cho biết hiện anh còn trồng thêm mắc ca, sầu riêng, cà phê, bơ, nên có thể dùng phân bò ủ làm phân hữu cơ bón cho cây ăn trái, hướng đến một nền sản xuất tuần hoàn tăng giá trị.
Ông Phạm Văn Biển ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau chưa từng làm nông nhưng lại có niềm đam mê với nông nghiệp. Ông quyết định nghỉ hưu sớm rồi thực hiện giấc mơ khởi nghiệp từ rau thủy canh. Nhận thấy người tiêu dùng đang rất chuộng nông sản sạch, ông Biển quyết định đầu tư gần 2 tỷ đồng làm nhà màng, hệ thống tưới, giá thể, trồng các loại rau như cải xà lách, tía tô. Các loại rau sau khi thu hoạch được đóng gói bán cho siêu thị, bán hàng tại chợ đầu mối với giá trên 30.000 đồng một ký tùy loại. Mỗi tháng trang trại này cung ứng cho thị trường hơn 4 tấn rau, trừ hết chi phí gia đình thu về hơn 100 triệu đồng. Thưa bà con, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, sau 7 năm, người đàn ông ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh sau đây thành công thu về cả 100 triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi ốc bươu đen. Tất cả cứ như cơ duyên, khi còn lận đận tính chuyện làm giàu, thì một lần tình cờ, ông thả mấy con ốc xuống ao. Và rồi từ đây, ông chốt hướng làm giàu bằng một cách không ai ngờ. Cách đây 7 năm, trong một lần vô tình thả ốc bươu đen, còn gọi là ốc nhồi, vào ao nước, ông Nguyễn Văn Sơn ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhận ra đây là loại ốc dễ sinh trưởng, siêu đẻ, cho hiệu quả năng suất kinh tế cao. Vì vậy, ông quyết tâm tìm hiểu và đầu tư phát triển mô hình này. Sau đó, ông Sơn quyết định cải tạo đất trồng lúa của gia đình thành ao nuôi ốc và tự phát triển ao nuôi bèo, vườn trồng đu đủ, lá khoai mì để chủ động nguồn thức ăn cho ốc, giảm tối đa chi phí. Khởi nghiệp với 5 ký ốc thả chơi ban đầu, đến nay ông mở rộng diện tích ao nuôi lên đến hơn 2.000 m², mang về bình quân hơn 2 tấn ốc thương phẩm mỗi năm. Ốc thương phẩm loại 1 từ 30 đến 35 con một ký được ông Sơn xuất bán có giá khoảng 100.000 đồng một ký. Trừ các chi phí, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Nhờ áp dụng hình thức nuôi gối đầu, mỗi vụ cộng với việc chăm sóc đều đặn nên từ thời điểm thả giống đến lúc xuất bán chỉ độ 3 tháng. Mỗi năm, ông xuất bán từ 3 đến 4 lần. Ngoài ốc thương phẩm, ông còn bán trứng và ốc giống. Để trứng phát triển tốt, nông dân này thường lo giữ nhiệt độ thích hợp cho thùng trứng vào mỗi giai đoạn phát triển. Ông đưa vào từng bể chứa khác nhau để dễ dàng phân loại. Nhờ chịu khó tỉ mỉ trong từng bước chăm nuôi, ốc thịt của gia đình ông Sơn có uy tín, được ưa chuộng. Nhiều người trong và ngoài tỉnh hay tin còn tìm tới trang trại học hỏi mô hình kinh nghiệm. Thưa quý khán giả và bà con, câu chuyện khởi nghiệp làm giàu của anh nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi sau đây làm nhiều người ngỡ ngàng và ngưỡng mộ. Quảng Ngãi có vùng trồng cau nổi tiếng là xứ ngàn cau Sơn Tây, huyện Nghĩa Hành. Thế nhưng nhiều năm qua thì người dân chỉ thu hoạch trái cau để bán cho các thương lái xuất sang Trung Quốc. Vậy nên mấy ai ngờ được những chiếc mo cau khô khốc lại có ngày hóa kiếp lên máy bay tìm đường xuất ngoại bằng một cách không ai ngờ. Mỗi chiếc mo cao như thế này được ông Nguyễn Văn Tuyến ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thu mua với giá 1.000 đồng. Hàng ngàn chiếc mo cao được chuyển về nhà kính ở khu công nghiệp Đồng Vinh để lưu trữ nguyên liệu. Từ mỗi mo cao sẽ cho ra từ 1 đến 2 sản phẩm chén dĩa. Anh Tuyến chia sẻ cách đây 5 năm, khi đọc được tin tức về việc người dân bán trái cau, anh nghĩ đến việc tận dụng mo cau để làm ra sản phẩm hữu ích. Khi tìm hiểu trên mạng, biết được người Ấn Độ biến mo cau thành chén đĩa. Vậy là việc đầu tiên của anh là đi khảo sát dùng nguyên liệu. Sau đó, anh quyết định đặt nhà máy ở huyện Nghĩa Hành, nhập máy làm chén dĩa từ mo cau của Ấn Độ, thuê từ 4 đến 5 nhân công. Mo cau sau khi thu gom được chà rửa sạch sẽ, ngâm nước cho mềm, được đưa vào khuôn ép nhiệt khoảng 40 giây. Sau đó, người thợ dùng dao cắt theo đường viền tạo hình. Mỗi ngày, xưởng anh Tuyến cho ra nhiều nhất khoảng 5.000 sản phẩm, gồm các chủng loại như đĩa hình chữ nhật, đĩa tròn, thìa, muỗng, chén lớn nhỏ. Các sản phẩm này đủ độ chắc và không thấm nước, khử khuẩn, đóng gói, giá bán từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng, lại có thể tái sử dụng nên khách hàng không quá đắn đo về giá. Và hiện các sản phẩm này chủ yếu được xuất ngoại sang Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Ba Lan, Ấn Độ. Các sản phẩm thân thiện môi trường có thể tái sử dụng là xu thế của thế giới. Sự nhạy bén giúp anh Tuyến nắm bắt được điều này và rồi kiên trì xây dựng cho mình một mô hình khởi nghiệp từ việc đổi đời cho mo cau. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nông nghiệp sinh thái của Trường Hậu Giang hôm nay.